Chào anh em nha. Nay lên cho anh em một con tiểu ha. Tiểu một lá đôi nha anh em. Tiểu dáng quy nha anh em. Có còn dáng quy nha. Đó, anh em thấy có dòng dáng quy không? Con này lúc trước mình bắt nó là ở Gò Quao nha anh em. Mà lúc trước mình bắt nó là mình cứ nghĩ là con này là con hai lá ba không à. Tại vì vô mở máy nghe đang cái cội á, là có con hai lá ba gáy mà nó cũng bay tới bay lui gì đó, cái cũng bay về tàn rồi mồi rớt mấy hơi rớt xuống, mình cũng không nghe thúc luôn anh em, bay về tàn rớt xuống mình bắt dính, mình cứ tính đâu là hai lá ba không à. Mà về mình nuôi thời gian lại bây giờ gáy một lá đôi nha anh em, một lá đôi mà kèm à, kèm giờ thưa nhưng mà lâu lâu là xả kèm dữ lắm nha anh em. Con này là con tiểu một lá đôi, con này con dáng quy nha anh em. Anh em nào ưng thì cứ alo cho mình ha. Con này có clip bắt luôn nha anh em, mình sẽ để cái clip link của clip của nó ở dưới phần mô tả, anh em cứ ở dưới xem nha. Con này có clip bắt nha anh em, mình sẽ để cái link video của nó ở dưới, anh em cứ bấm vô xem clip bắt nó nha. Rồi nếu nào thích thì cứ alo.